Sao hả? Anh là thị dượng kiếm thổ nên cần phải thổ tán coi như tích đức cho người thân. Anh điên quá, tôi vẫn còn sống làm thổ tán gì? Tôi nói theo quẻ sâm thôi. Quẻ sâm hạ hạ này là hạ hải bị tai tinh, tỷ tử phân minh sự bất thông, trương tranh thiện ác bất tương đồng, lợi danh hoạn bệnh giai nan cát, hà tất lao tâm dướng thử trùng. Sao tôi không hiểu? Tức là cho dù anh làm cái gì cũng vô ích, quả đến trước sau gì nó cũng sẽ đến. Nói tóm lại, có tránh nạn kiếp. Nè, anh nói số xuôi 10 năm của tôi sắp qua khỏi rồi mà. Nhưng bây giờ là năm thứ 9. Sau bình minh chính là con đường sáng, nhưng trước bình minh rất tăm tối, khắc tinh của anh sẽ xuất hiện. Tà hoa nhập mệnh chính là năm bi thảm nhất trong cuộc đời anh. Những gì anh nghĩ được thì sẽ xuất hiện, những gì anh nghĩ không ra nó sẽ xảy ra. Tà hoa, khắc tinh, số đã định sẵn. Không phải chứ? Không lẽ là cổ sao? Sao tà quá vậy? Ôi trời! Phương lớn mặn lớn. À, tôi về rồi. Còn đến đây làm gì? Chị Judy. Ai da, tôi thấy một bên chân vẫn còn đi được nên tôi lập tức đến đây để kiếm khách. Anh đừng có giỡn trò đó nữa. Anh mà không đền tiền chiếc xe thì có nói gì cũng vô ích. Yên tâm đi, có tôi ở đây nhất định sẽ kiếm được. Mà dù không được có leo núi cũng ráng kiếm về cho chị mà. Lý Kỳ Cường, trời, em cũng biết là lỗi của em. Lần trước em đã hẹn anh nhưng mà lỗi hẹn nên em đã tự phạt mình mấy cú đấm rồi. Không đủ cho thêm vài đấm cũng được mà. Còn da mơ hả mày? Cũng may là chú không đến. Trời ơi, chú biết không, không thấy chú anh bực dữ lắm nên lái xe đi uống bia cho nó bớt giận. Ai ngờ trên quầy lượm đựng tờ giấy số trúng giải hai. Vậy hả? Khi không là có mấy trăm ngàn. Vận may của anh. Phát tài. Nè, trộn giùm anh 5 chiếc xe 7 chỗ không cần thử. Xe 7 chỗ có một vấn đề chính là anh cao to đẹp trai vậy lại rất quay phong nên lái chiếc xe đua mới đúng. Nè, xe 7 chỗ lợi lắm. Kéo băng đi thanh toán có thể ngồi thêm 2 người. Chú nói chiếc nào được anh mua liền. Dạ, chiếc nào cũng được hết. Qua đây coi. Anh Thành Võ, chiếc này được lắm nè. Đó, anh coi nè. À, anh cứ coi đi, để em giới thiệu chiếc xe này nha. Nè, chiếc này là 20180 mã lực mạnh lắm, hai cửa trên ha. Điểm đặc biệt nhất là rất là chắc chắn, đạn bắn không có thủng. Cương, anh muốn đổi xe có phải không? Để tôi giới thiệu người môi giới đây cho anh. Rồi, chị Hoa, tôi chính đổi xe cũ thôi. Thanh giá. Ê trời. Madam, sao trùng hợp vậy? Dẫn người đến thu tiền bảo kê hả? Tôi nói gì vậy? Tới hãng xe đương nhiên là mua xe rồi, không lẽ tới mua gián thì sao? Ăn nói phải biết động não một chút chứ. Cái dám nói lại lần nữa không? Xin lỗi nha các anh chị. Em còn thứ này chưa giới thiệu xong nè, tới đây em chỉ anh coi ha. Tới đây, đi nhanh. Chị qua, hôm nay đến coi xe đừng có nóng nảy quá. Được, mạnh này đi coi. Em dẫn anh đi coi chiếc này nè. Đụng chút rồi làm dữ, cô tưởng cảnh sát là ngon lắm hả? Dám đưa cho tôi một vòng không? Nhìn thấy đằng sau coi như cô thắng. Có phải anh muốn theo tôi về sở cảnh sát nói chuyện 48 tiếng không? Nói 48 tiếng đáng lẽ cũng không có gì. Nhưng ngồi với cô tôi không có thương thú. Cô muốn chứ gì, muốn tìm người trò chuyện phải không? Được, tôi có hàng đệ tử nè, chọn đại thằng đi. Anh muốn dễ trò phải không? Đi liền đi. Nè, mỗi người nhường bước coi như nể mặt tôi đi. Madam mà cô chọn được xe nào tôi sẽ cho cô giá ưu đãi mà. Phải rồi, chị nói đến mua xe. Thôi đi. Coi đi. Chết máy rồi, không nổ được. Nè, phụ nữ tới thời mãn kinh là như vậy đó mày. Nếu có con trai cua thì cũng còn đỡ. Không có người cua mà lại tới thời mãn kinh mới chết. Tôi sẽ cho anh biết tay. Lấy chúng mình ra đi. Này, làm gì vậy? Đi ra, làm gì vậy? Nè, anh chạy đi đâu vậy? Tôi có chuyện muốn nói với anh nè. Nè. Thôi đủ rồi, cô đừng đi theo tôi nữa nghe. Cô là thứ tà hoa khắc tinh. Cái gì tà hoa khắc tinh? Chính là cô đó. Tôi có biết anh đang nói gì. Tôi tốt bụng dẫn đồng nghiệp đến mua xe giùm cho anh còn muốn sao nữa hả? Dạ, cảm ơn nhiều nghe.
Cô không những bắt khách hàng của tôi đến sở cảnh sát mà còn làm tôi mất luôn một vụ buôn bán. Kiếp trước tôi và cô có thù oán cũng được, hay là tôi giết cả nhà cô cũng được. Tôi đã tránh cô rồi, cô hai, cô đừng làm phiền tôi nữa có được không? Trời ơi, tên Thành Võ là đại ca băng xã hội đen. Anh quay với hắn có khác nào tự chú lấy phiền phức. Tôi không cần biết ảnh là người gì. Ảnh vào tiệm mua xe cho tôi hoa hồng thì chính là ông chủ của tôi. 5 chiếc xe 7 chỗ, vụ làm ăn cả triệu mấy, chị đền cho tôi hả chị hai? Tà qua, tà qua. Vậy cho tôi xin lỗi đi, đừng có luôn miệng nói tà qua, tôi trở mặt đó. Tôi cầu xin cô, cô là cảnh sát, cô hãy tức tức đi, đừng làm phiền người dân nhỏ bé như tôi. Chàng xui xẻo kìa. Không có, không có. Đi chỗ khác câu đi. Không có cá đâu, làm gì câu được cá chứ. Đi chỗ khác câu đi mà, đi chỗ khác đi. Giờ đi không đi làm mà lại đến đi coi người ta câu cá, có gì hơi lạ đó. Thôi đây cô mà. Nè nè, có chừng, có chừng. Ông ăn con pháo của bác. Đánh đi, đánh đi. Ê, cậu biết quy tắc không vậy? Đứng coi không có được xíu cái mỏ vô. Đi chỗ khác dòm đi. Ông đánh cờ dở ẹt à. Tôi sợ ông thua rồi bị lên cơn đau tim đó. Trời ơi, cái thằng quỷ sứ này. Khuyên lại không có chịu nghe. Ê, trùng hợp vậy thì mày lâu rồi đó nha. Trùng hợp à. À, phải cuối tháng, cuối tháng lãnh lương tôi trả cho ha. Dám giỡn mặt hả mày? Tao mới tới công ty của mày, họ nói mày đã nghỉ làm, còn thiếu công ty 2 tháng lương kìa mày. Thật ra tôi không muốn giấu hai anh nữa. Thiệt tình tôi mất hết tất cả. Nếu như hai anh không chê mạng, tôi không đáng để cái việc quăng tôi xuống sông đi. Ê, dở trò hả mày? Tao lập tức quăng mày xuống sông đó. Đi. Ê, trời, nè, nè. Cho tôi đi anh hai. Mấy anh làm gì vậy? Hả? Chết tiệt, dạo này quả vô đơn ký rồi. Đứng yên đó mày. Mày muốn đánh người phải không? Madam, người ta giấy trắng mực đen dây tiền của tôi, chúng tôi chỉ muốn đòi lại số nợ, lẽ nào không vậy cũng phạm pháp. Phải rồi. Tôi không có biết anh đòi nợ gì. Tóm lại ở giữa đường xô để đánh nhau thì tôi có quyền kiện anh. Trời, mày giỏi lắm, lần sau mới tới tìm mày ha. Đi. Đây. Nè, đừng có chạy mà, đứng lại đi. Lại muốn sao nữa đây hả? Tài qua khắc tinh. Thôi biết rồi, nói tiếng cảm ơn phải không? Cảm ơn. Anh vừa phải thôi nha, sao cứ luôn gọi tôi là tài qua khắc tinh chứ? Tôi biết anh ra nông nỗi này là do tôi liên lụy anh. Nè, giúp nhau trong hoạn nạn, cầm tiền xoay sở đỡ đi. Hey, đừng làm vậy, tiền của đưa chỉ là giấy vàng mã thôi. Tôi còn chưa muốn chết ở đầu đường số chợ. Nè. Dù gì tôi cũng từng giúp anh mà, anh đang nói gì kỳ vậy? Anh ta đi rồi, ảnh không muốn chị giúp thì thôi. Nhiều tiền quá để em giữ giùm cho. Qua tay em lấy lại được sao?